Anh Nguyễn Trọng Tuấn ở thôn Phú Cường, xã Gia Phan, huyện Chư Sê là một trong những nông dân đi đầu trong phát triển mô hình trồng dưa lưới trong nhà lồng tại địa phương với nhiều giống như dưa lưới Huỳnh Long, dưa lưới Kinh Ruột Xanh, dưa lưới Đài Nasu, dưa lưới Mật. Các vườn dưa lưới của gia đình anh được trồng và cho thu hoạch quanh năm đã được một doanh nghiệp tại địa phương liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Nói chung là nó cũng ổn định vì nó là cây nhanh được thu, nó chỉ trong vòng có 70 ngày nó được thu nên là nó xoay vòng nó nhanh. Thị trường hiện tại thì bây giờ vẫn đa số là ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là chính và mấy thành phố lớn. Thì để ổn định thì cũng có ký kết với bên công ty Sammy thì người ta bao tiêu sản phẩm hết đầu ra cho mình. Hiện diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Chư Sê đạt 1.514,8 ha, chiếm khoảng 4% tổng diện tích gieo trồng toàn huyện. Chư Sê cũng đã bắt đầu hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đối với một số loại cây trồng, trong đó trồng dưa nuôi tầm là một trong những lĩnh vực sản xuất mới có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển và có triển vọng cao về tăng thu nhập cho nông dân trên địa bàn. Bây giờ thì nó giá nó cao và nó ổn định hơn cái mọi cây với khác. Cứ thu nhập bình thường thì 20 ngày là cỡ ba mấy 40 triệu. Bên doanh nghiệp thì giờ nó có thu mua ở đây, họ cũng cấp giống cho mình luôn. Thì mình cũng tới trại mình lấy thì con giống mà nó ổn định, nó đẹp thì hai bên đều có lợi hết. Hiện huyện Chư Sê đã có 4 dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. 3 dự án đang xin ý kiến thống nhất chủ trương đầu tư của Ủy ban Nhân dân tỉnh. 3 dự án đang nghiên cứu đề xuất triển khai thực hiện. Đây chính là tiền đề quan trọng để tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có sản lượng, chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Chư Sê đã hình thành được các cái vùng nguyên vật liệu tập trung, rồi hình thành thêm được nhiều cái mối liên kết trong sản xuất, giúp cho bà con trong cái khâu là từ sản xuất đến tiêu thụ và quảng bá cái thương hiệu của mình. Bên cạnh đó thì đã triển khai ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, cho nên là thì năng suất cũng như phẩm chất của các cái sản phẩm là bước đầu cũng đảm bảo cái điều kiện để xuất khẩu hơn. Tập trung ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất đã góp phần tạo bước đột phá cho sản xuất nông nghiệp của huyện Chư Sê, đưa nông nghiệp trở thành lĩnh vực giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.